Để chuẩn bị những món ăn ngon cho gia đình, bạn phải tốn rất nhiều nguyên vật liệu cũng như sử dụng nhiều dụng cụ nấu nướng khác nhau. Nào là nồi, chảo, nồi hấp, nồi hầm, áp suất, nồi chiên, thậm chí là nồi lẩu. Thế nhưng giờ đây, những vấn đề đó không cần nữa. Bạn đã có chuyên gia nấu ăn của bạn, nồi lẩu điện đa năng Comep. Thiên Ân và Thanh Trang rất vui được lại quý khán giả thân mến trong chương trình mua sắm của VJ Shop, một chương trình mua sắm hiện đại, chất lượng với mức giá cực kỳ cạnh tranh. Sẵn sàng liên hệ với số điện thoại quen thuộc của VJ Shop quý vị nhé, 0839107373 để sở hữu những sản phẩm tiện ích cho gia đình bạn. Kính thưa quý vị, sau một tuần làm việc vất vả cực lực, còn gì hạnh phúc hơn khi cùng những người thân yêu trong gia đình quây quần bên nhau thưởng thức một nồi lẩu nghi ngút khói, ngào ngạt hương thơm. Lẩu, một món ăn rất nhiều người ưa thích và cũng tùy theo khẩu vị cũng như sở thích của mỗi người chúng ta sẽ có cách chế biến khác nhau. Thế nhưng để chế biến được một nồi lẩu thơm, ngon cũng như các món ăn chính trong gia đình, đó là một điều không thực sự đơn giản. Đúng là như vậy, quý vị biết đó, khi chúng ta chiên một món cá chúng ta cần một cái chảo, khi chúng ta nấu một món cà ri thì sao nhỉ, chúng ta cần một cái nồi áp suất, và ngay cả khi chúng ta muốn thưởng thức ngay một món lẩu của do chính mình làm thì mình lại chuẩn bị một cái nồi lẩu và chuẩn bị rất nhiều những dụng cụ cồng kềnh và rất là mất thời gian. Vậy thì tại sao chúng ta không chọn một giải pháp hoàn hảo hơn? Một nồi lẩu đa năng của Comep sẽ giúp cho quý vị giải quyết được vấn đề đó. Tại sao chúng tôi gọi nó là nồi lẩu đa năng, quý vị? Đầu tiên là nó dùng để nấu lẩu, và tiếp theo là để thay đổi khẩu vị, quý vị có thể nấu được những món canh, những món súp. Chưa kể đâu, chúng ta có thể dùng để nấu được các món xào, và dùng để chiên cá, chiên chả giò cũng như chiên đùi gà nữa quý vị. Và cuối cùng, vào dịp cuối tuần có thể làm được những món tráng miệng như một ổ bánh bông lan. Thưa quý vị, chúng ta có thể làm rất nhiều những món ăn và chỉ với một cái nồi lẩu điện đa năng Comep của chúng tôi mà thôi. 6 tính năng trong một, và như vậy nó rất tiện ích cho tất cả các bà nội trợ rồi. Và quý vị cũng thấy đó, đây là một sản phẩm được thiết kế rất là trang nhã và rất là đẹp với một cái màu cam rất là bắt mắt, chắc chắn sẽ làm nổi bật không gian bếp nhà bạn đây. Và một điều đặc biệt khác nữa, nắp nồi được làm bằng kính cường lực thủy tinh trong suốt, và với kính cường lực thủy tinh trong suốt này thì quý vị dễ dàng có thể quan sát những món ăn trong quá trình chúng ta nấu nướng. Và lòng nồi thì sao nhỉ? Còn với lòng nồi, thưa quý vị, được tráo một lớp men chống dính cao cấp, hạn chế tình trạng cháy khét cũng như tiết kiệm dầu mỡ, và bên cạnh đó còn dễ dàng chùi rửa sau khi sử dụng. Với dung tích khổng lồ 3,6 lít, phù hợp cho một gia đình từ 6 tới 8 người cũng như một bữa tiệc nhỏ có một nồi lẩu thơm ngon cuối tuần. Và thưa quý vị, với thân nồi được gắn với mâm điện như thế này thì cũng rất dễ dàng cho chị em phụ nữ của chúng ta nấu nướng một cách rất là an toàn và tiện ích, và sử dụng được như bếp điện luôn. Điều đó cũng có nghĩa rằng là chúng ta có thể nấu bằng cái thân nồi của chiếc nồi lẩu điện Comep, và bên cạnh đó chúng ta có thể nấu bằng nồi thủy tinh này, nồi đất này, nồi nhôm và inox. Wow, một sản phẩm rất là tiện ích đúng không nào? Comep nồi lẩu điện đa năng với lớp men siêu chống dính không độc hại, dung tích lên đến 3,6 lít, chế độ hâm nóng với nhiệt độ tùy chỉnh, chế độ tiết kiệm điện. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm đã có trên VJ Shop chúng tôi với giá 699.000 đồng. Nhưng nếu như quý vị trở thành một trong 100 vị khách hàng đầu tiên thì quý vị sẽ sở hữu một cái giá hết sức là hấp dẫn này, chỉ với 499.000 đồng mà thôi. Liên hệ với VJ Shop chúng tôi quý vị nhé, 0839107373. Từ nay, những vật dụng lỉnh kỉnh, công kênh này sẽ không còn hiện diện trong căn bếp nhà bạn nữa, mà thay vào đó là nồi lẩu điện đa năng 6-1 chuyên gia nấu ăn của bạn, sẽ thay thế hoàn toàn bếp điện, nồi áp suất, chảo chống dính, nồi hấp và nồi lẩu nữa. Ngay bây giờ quý vị hãy cùng Thiên Ân và Thanh Trang chúng ta vào bếp sử dụng nồi lẩu điện đa năng Comep để nấu thức ăn quý vị nhé. Thưa quý vị, có rất nhiều những món ăn với rất nhiều nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn và đẹp mắt lắm, và chắc chắn là rất là hấp dẫn quý vị ạ. Ngay đầu tiên đó chính là tính năng nấu lẩu đúng không nào? Wow, một nồi lẩu rất là hấp dẫn nhé, lẩu hải sản. Và trước hết thì chúng ta sẽ thiết lập chế độ chính là 220 độ, và sau đó thì sao nhờ, chúng ta đơn giản chỉ cần nhúng mực này, nhúng tôm hay là nhúng nghêu vào, và chắc chắn là sau khi một khoảng thời gian nhất định chúng ta sẽ được một cái nồi lẩu rất là thơm ngon quý vị ạ. Với một món lẩu này thì ai cũng rất là thích, và chắc chắn là chúng ta cảm nhận được một cái không gian ấm áp bên cạnh gia đình mình. Wow, không cần phải chờ lâu thưa quý vị, tôm đã chín đỏ rồi, mực thì chắc chắn sẽ
cũng là xăng, nhưng mà nghe chúng ta đã nhả nước ngọt trong nồi lẩu. Hãy quây quần bên nhau thưởng thức một nồi lẩu ấm cúng vào cuối tuần quý vị nhé. Thay một nồi lẩu thì chúng ta nấu canh, đó là một cái món ăn hàng ngày của chúng ta cùng với bữa cơm rồi. Món canh rong biển này rất là mát nè, và chắc chắn rất là bổ dưỡng cho tất cả những người thân yêu trong gia đình của mình. Và mỗi buổi trưa thì chúng ta thưởng thức món ăn này. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi cùng mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức món canh rong biển quý vị nhé. Một nồi canh nghi ngút khói, hương thơm ngào ngạt, sự hòa quyện giữa rong biển, sườn heo non, cà rốt và nấm rơm nữa, thật là ngon. Wow, bây giờ thì quý vị hãy cùng cảm nhận món canh rong biển này rất thơm ngon và bổ dưỡng cùng với những người thân yêu của mình đi nào. Thưa quý vị, như đã nói từ đầu thì lòng nồi của nồi lẩu điện đa năng Comet được tráng một lớp chống dính cao cấp. Chính vì vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chiên cá để chứng minh tính năng này quý vị ạ. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng kiểm chứng quý vị nhé. Chúng tôi sẽ lấy một tờ giấy trắng và sau đó thì chúng tôi sẽ lau lòng nồi để quý vị thấy là không hề có một chút xíu dầu mỡ nào trên bề mặt lòng nồi, đúng không nào? Và bây giờ thì chỉ cần bỏ những miếng cá vào thôi. Không cần dầu mỡ mà cá vẫn chín, giòn và đều cả hai mặt. Wow, quý vị thấy đó, lớp chống dính cực kỳ cao cấp, tiết kiệm dầu mỡ, dễ dàng sử dụng, dễ dàng chùi rửa sau khi sử dụng nữa. Và tiếp theo thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ cùng làm một món tráng miệng để tất cả những người thân yêu trong gia đình mình thưởng thức quý vị nhé. Đó chính là món làm bánh. Wow, thưa quý vị, bánh bông lan nho khô. Wow, nhìn rất là đẹp mắt nè. Và cái mùi hương của sữa, của bơ, của đường, wow, rất là tuyệt vời. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý vị và các bạn khi sở hữu sản phẩm này thì quý vị cũng có thể nấu được rất nhiều những món ăn đa dạng cho những người thân yêu của mình. Comet, nồi lẩu đa năng, nấu lẩu, nấu canh, chiên, xào, làm bánh. Nhiệt độ từ 100 đến 220 độ C, bộ điều chỉnh nhiệt 3 cấp độ, an toàn và dễ sử dụng. Với nồi lẩu điện đa năng Comet của chúng ta, hãy nấu ăn theo cách của riêng bạn nhé. Quý vị có thể nấu mỗi ngày một phong cách, mỗi ngày một món ăn như quý vị yêu thích. Và một điều đặc biệt với những tiện ích của dòng sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu với quý vị ngày hôm nay, đó chính là nồi lẩu điện đa năng Comet thì được bảo hiểm 15 tỷ đồng cho một sản phẩm đấy ạ. Wow, một con số khổng lồ thưa quý vị, 15 tỷ đồng. Điều đó đã thể hiện được uy tín cũng như độ an toàn các sản phẩm đến từ thương hiệu Comet. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi đã bày ra rất nhiều những món ăn ngon và hấp dẫn. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục vào bếp để thưởng thức một món ăn cũng rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Đó chính là món thịt kho. Wow, quý vị trông chỉ chúng ta thiết lập chế độ 220 độ C thôi. Và trong một khoảng thời gian nhất định chúng ta đã có được một món thịt kho rất là ngon và hấp dẫn. Và quý vị cũng thấy đó, khi mà thịt được tách ra thì rất là thơm, ngon và chắc chắn là nhìn rất là hấp dẫn, đúng không nào? Thơm quá! Thưa quý vị, không chỉ là kho thịt đâu, nếu chúng ta đổi món có bữa tiệc nhỏ thì sao, thì chúng ta có thể dùng để nấu cà ri nữa. Ngay vì chúng ta sẽ cùng khám phá nồi cà ri mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Wow, cái mùi thơm của nước cốt dừa nè, rồi khoai rất là ngậy. Và chắc chắn là thịt thì đã mềm và chín đều như thế. Trong nồi cà ri rất là hấp dẫn và bắt mắt. Và chắc chắn là một món ăn rất là bổ dưỡng khi mà chúng ta cùng ăn với cuốn nè, chúng ta cùng ăn với bánh mì. Ngay bây giờ thì Thiên Ân sẽ múc ra để quý vị cùng thưởng thức nè. Đây là món cà ri bò. Wow, quý vị trông cái màu vàng rất là bắt mắt, đúng không nào? Trông rất là hấp dẫn, ngay từ cái nhìn thôi là chúng ta đã muốn thưởng thức rồi. Thưa quý vị và các bạn, và như vậy là chúng ta đã nấu được rất nhiều những cái món ăn ngon cho những bữa cơm hàng ngày hay trong những cái buổi tiệc khi mà cuối tuần chúng ta quây quần bên nhau. Và giờ đây thì chắc chắn trong mỗi một bữa ăn của chúng ta không thể thiếu một món rau xào nào, đúng không? Vậy thì Thanh Trang cùng mời tất cả quý vị chúng ta cùng vào bếp với nồi lẩu điện đa năng Comet để chúng ta cùng xào rau quý vị nhé. Nào cũng vậy, phải thiết lập một cái chế độ nhất định, và khi chúng ta xào rau thì ở mức độ 220 độ sẽ. Và thưa quý vị và các bạn, một chút hành tỏi cho hương vị của món ăn này nó thơm và nó hấp dẫn hơn. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị rau, rồi là bông cải, rồi là tôm, mực, nấm. Và chắc chắn là sau một khoảng thời gian thì quý vị sẽ có một món rau xào thập cẩm rất là ngon và hấp dẫn. Wow, quý vị thấy màu xanh màu đỏ rất là bắt mắt, và những cái loại rau củ quả, đúng không nào? Và bây giờ thì món ăn của chúng tôi đã chín. Và một điều đặc biệt đó chính là lòng nồi không bị dính bởi thức ăn mà được phủ một cái lớp men chống dính. Đó, và thức ăn của chúng ta đã sẵn sàng để mời quý vị rồi đây. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị được tất cả các món chỉ với nồi lẩu điện đa năng nè. Nấu lẩu, kho thịt, nấu cà ri, xào rau, chiên cá và thậm chí cả làm bánh nữa. Thế nhưng sự đa năng của nồi lẩu điện này không chỉ dừng lại ở đó. Như đã nói từ đầu thì nồi lẩu điện này có mâm điện,
được thiết kế như là một bếp điện bình thường. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng được với các loại nồi như nồi đất nè, nồi thủy tinh, nồi nhôm hay nồi inox vân vân. Và ngay bây giờ thì Thiên Ân sẽ chứng minh điều đó cho tất cả quý vị chúng ta cùng xem bằng cách luộc rau bằng một nồi thủy tinh. Và chúng ta cũng chỉ cần thiết lập chế độ và chỉ trong khoảng thời gian nhất định thôi thì quý vị cũng có thể có được một món rau luộc sử dụng nồi lẩu điện đa năng như một cái bếp điện thông thường. Wow, nước đã sôi và rau được bỏ vào. Chỉ cần chờ chung một giây lát nữa thôi thì quý vị đã có được một món rau luộc rất là tươi và ngon. Rau của chúng ta sắp sửa chín rồi đây. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kho cá bằng nồi đất. Hãy thử xem như thế nào nhé. Và cũng như một cách thông thường chúng ta phải thiết lập chế độ. Và như vậy là nó có 3 mức độ để cho chúng ta thiết lập đúng không ạ? Và với một cái nồi kho cá rất là hấp dẫn như thế này thì chắc chắn là ai cũng muốn thưởng thức đây. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể chế biến rất nhiều những món ăn, chuẩn bị rất nhiều những nguyên vật liệu. Nhưng mà giờ đây chúng ta không cần phải chuẩn bị những cái dụng cụ không cần nữa rồi. Và với nồi lẩu điện đa năng Comex của chúng tôi thì quý vị cũng có thể vệ sinh một cách hết sức là dễ dàng đấy ạ. Với những cái sản phẩm thông thường thì sao nhỉ Thiên Ân? Những sản phẩm thông thường lớp chống dính không tốt hoặc không chống dính thì rất là khó khăn, cực kỳ cực khổ ra ngay sau khi sử dụng. Chúng ta phải chùi rửa và đôi khi chúng ta dùng xà bông và ngay cả khi chúng ta dùng những miếng chà nồi bằng sắt cũng không thể nào lấy đi những cái vết bẩn, những vết thức ăn trên cái nồi bình thường. Nhưng với sản phẩm nồi lẩu điện đa năng Comex của chúng tôi thì quý vị thấy không ạ? Chỉ sau vài những thao tác rất là đơn giản, dùng một cái khăn và chúng ta lau qua lau lại và như vậy chúng ta lại có được một cái nồi lẩu điện đa năng Comex rất là sạch sẽ. Và như vậy nó được rút ngắn rất nhiều thời gian, rút ngắn rất nhiều công sức của tất cả các bà nội trợ. Sau đây thì quý vị ơi, hãy liên hệ với VTS Shop chúng tôi quý vị nhé. Để chuẩn bị những món ăn ngon cho gia đình, bạn phải tốn rất nhiều nguyên vật liệu cũng như sử dụng nhiều dụng cụ nấu nướng khác nhau. Nào là nồi, chảo, nồi hấp, nồi hầm, áp suất, nồi chiên, thậm chí là nồi lẩu. Thế nhưng giờ đây, những vấn đề đó không cần nữa. Bạn đã có chuyên gia nấu ăn của bạn, nồi lẩu điện đa năng Comex. Từ nay, những vật dụng lỉnh kỉnh, công kênh này sẽ không còn hiện diện trong căn bếp nhà bạn nữa, mà thay vào đó là nồi lẩu điện đa năng 6-1 chuyên gia nấu ăn của bạn. Sẽ thay thế hoàn toàn bếp điện, nồi áp suất, chảo chống dính, nồi hấp và nồi lẩu nữa. Comex nồi lẩu đa năng, thiết kế sang trọng, màu sắc hiện đại. Mâm điện có thể thay thế như một bếp điện thông thường phù hợp với mọi chất liệu, sản phẩm tiện ích của mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, số điện thoại quen thuộc của chúng tôi, tổng tài viên đã bắt đầu chờ những cục đơn đặt hàng của tất cả quý vị rồi. 0839107373. Hãy nhớ mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho 100 khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm này, 499.000 đồng, nghĩa là quý vị đã giảm được 200.000 đồng cho mình rồi đó thưa quý vị. Đúng là như vậy, thưa quý vị và các bạn. Giờ đây thì hãy truy cập vào website quen thuộc của chúng tôi, vgsshop.vn, để quý vị có thể tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm cũng như tìm cho mình những sản phẩm mang lại cái sự tiện ích cho chính ngôi nhà của bạn nhé. VGSShop chúng tôi rất hy vọng là người đồng hành trong cuộc sống của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Thiên Ân và Thanh Trang xin được thân ái chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.